Ngọc Hương xin chào quý vị khán giả đến với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia với chủ đề Phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Chương trình do Cổng Thông tin Tư vấn Sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện với sự đồng hành của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị khán giả kính mến, sau 30 ngày bước vào giai đoạn 2 của đại dịch COVID-19, Việt Nam đã đón nhận những tin vui đầu tiên, đó là ca mắc mới bắt đầu giảm. Liên tiếp 3 buổi sáng không ghi nhận trường hợp nào. Việt Nam của chúng ta hiện nằm trong số 5 quốc gia trên thế giới với trên 200 ca mắc COVID nhưng chưa có trường hợp tử vong. Trong số 251 ca mắc bệnh tính đến sáng ngày 8 tháng 4, có 122 trường hợp được công bố đã hồi phục. Các ca bệnh nặng với nhiều bệnh lý nền phức tạp đã có những chuyển biến tích cực, cai máy thở, cai máy ECMO. Điều này chứng minh các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của Việt Nam đang cho thấy có hiệu quả. Tuy nhiên, cuộc chiến chống dịch vẫn đang trong tình trạng thử thách khi nước ta chính thức bước vào giai đoạn 3, mất dấu bệnh nhân số 0 tại một số ổ dịch. Điều này làm tăng nguy cơ lây lan ca bệnh trong cộng đồng. Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, nếu chúng ta ngăn chặn được dịch lây lan trong cộng đồng, không tạo nên ổ dịch, vùng dịch lớn, sẽ không có đỉnh dịch, không có thiệt hại về người và sức khỏe của nhân dân. Vậy làm như thế nào để ngăn ngừa lây nhiễm trong cộng đồng trước đại dịch COVID-19? Và để giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng nhau chiến thắng dịch bệnh. Alo bác sĩ đã mời đến trường quay một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong công tác điều trị phòng chống dịch. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào bác sĩ. Xin chào mừng, xin chào tất cả các quý khán giả của Alo bác sĩ và Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy thuốc nhân dân, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Anh Thư, tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, Thạc sĩ Bệnh học Nội khoa Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia dịch tễ lâm sàng Đại học Bordeaux, Tiến sĩ dịch tễ lâm sàng các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Newcastle Úc. Bà hiện là Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên trưởng đơn vị Quản lý rủi ro Bệnh viện Chợ Rẫy, chủ nhiệm bộ môn Kiểm soát Nhiễm khuẩn và dịch tễ Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Anh Thư là Ủy viên Thường vụ Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bộ Y tế, Ủy viên Hội đồng Biên soạn Hướng dẫn Quốc gia Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bộ Y tế, nghiên cứu viên chính của dự án WHO Small Grain Research, chuyên gia tư vấn các dự án phi chính phủ, dự án phòng ngừa lao của CDC, Atlanta, Hoa Kỳ. Bà là tác giả của hơn 65 bài báo trong và ngoài nước, biên soạn và tham gia biên soạn 6 sách chuyên khảo và báo cáo tại hơn 30 hội nghị quốc tế. Với những đóng góp lớn lao đó, Phó Giáo sư Lê Thị Anh Thư nhận danh hiệu Phó Giáo sư năm 2011, được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2012, hạng 2 năm 2018, danh hiệu Thầy thuốc nhân dân năm 2016. Dạ, kính thưa bác sĩ Anh Thư, cho đến hiện tại thì con số thống kê số người mắc tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước lân cận với tỷ lệ tử vong là 0, một con số có thể nói là ấm lòng hàng triệu dân và thắp lên niềm hy vọng về cách chống dịch của một nước có tiềm năng kinh tế hạn chế như nước ta. Theo Phó Giáo sư, đâu là mấu chốt của thành công này ạ? Dư luận đang rất là muốn biết để hiểu rõ hơn về thành công đến hiện tại của chúng ta. Đúng như Ngọc Hương đã nói, là con số mắc bệnh của Việt Nam mình cho đến nay là so với lại các nước có cùng trong cùng khu vực, có cùng một cái mối nguy cơ giống như Việt Nam, thì mình là một cái nước có cái số mắc thấp nhất và tử vong lại như là bằng không. Thì làm sao mà để có được một cái sự thành công rất là lớn như vậy, thì tôi nghĩ là có nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất á, là mình có cái sự phối hợp của rất nhiều ban ngành, không phải chỉ riêng Bộ Y tế mà còn là gần như tất cả các mọi ban ngành trong toàn quốc đều chung tay vào chống dịch. Ngay cả công an, ngay cả quân đội cũng vào cuộc, như tất cả chúng ta đều đã biết. Cái điểm thứ hai nữa rằng là chúng ta đã chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh từ rất là còn sớm. Ngay khi mà Tổ chức Y tế Thế giới chưa có ban hành những cái hướng dẫn về chẩn đoán điều trị, thì Việt Nam mình đã ban hành cái chẩn đoán điều trị trước cả Tổ chức Y tế Thế giới đến 2 ngày. Và tất cả những cái mà chúng ta làm gần như là sớm hơn so với lại những nước khác. Ví dụ như những nước khác mà khi chúng ta được gần các nước khác thì thường gần như là đến gần cả ngàn ca. Nhiều khi người ta mới bắt đầu người ta có nâng những cái cấp độ lên. Còn mình là vừa 20 ca là mình đã nâng lên cái cấp, theo quy định của Bộ Y tế đã nâng lên cấp độ 3. Và đến khi mình vừa lên đến 200 ca
là đã nâng lên cái cấp độ là cao nhất, giống như mình thấy bây giờ là cách ly toàn xã hội. Vậy là đây là một cái ứng phó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là cái cách ứng phó của mình á, là cho đến bây giờ là ngay cả CDC và Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng nói là họ cũng muốn học từ Việt Nam, đó là mình theo mình cách sàng lọc cách ly cũng như là theo dõi dấu vết của từng người bệnh nhân dương tính. Cái điều này là những nước khác người ta không có làm được. Những mình theo dõi từ cái mình hay quen gọi là cái người tiếp xúc mà gần với cái người mà dương tính là F0 phải không ạ, rồi người tiếp xúc với cái người mà vừa tiếp xúc gần đó là người tiếp xúc với cái người dương tính F0 thì cái người tiếp xúc gần đó trở thành F1, và cái người lại tiếp xúc gần với cái người F1 là F2, ví dụ như thế. Thì mình truy tìm hết tất cả những người từ F0, F1, F2, F3, F4. Trong khi đó thì các nước người ta không có làm được như vậy. Người ta không có truy tìm theo dấu vết của những cái người tiếp xúc để mà người ta có thể cách ly được. Một cái vấn đề nữa đó cũng quan trọng, đó là mình đã đổ hết tất cả các nguồn lực của vào trong cái việc điều trị, trong cái việc trong việc mà điều trị của cái từng người bệnh. Cho nên có những cái bệnh nhân của mình rất là nặng, nhưng mà chúng ta đã có thể với những cái tiến bộ kỹ thuật mới như là ECMO chẳng hạn, mình đã có thể điều trị thành công được các bệnh nhân. Dạ, thưa Phó Giáo sư, theo Bộ Y tế thì Việt Nam của chúng ta đang bước vào giai đoạn 3. Và một trong những điều đang gây lo lắng cho nhiều người đó là chúng ta mất dấu bệnh nhân số 0 tại một số ổ dịch. Vậy theo Phó Giáo sư thì điều này sẽ gây ra những khó khăn và nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là như thế nào ạ? Như nãy tôi có nói đó, có vấn đề là mình rất là quan trọng là mình sẽ tìm cái bệnh nhân số 0 để mình biết là những người nào đã tiếp xúc với bệnh nhân số 0 đó, để mà mình có biện pháp cách ly tập trung hoặc là cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Còn nếu như mà đến khi mà mình đã có một bệnh hiện nay trong gần như là trong mấy trăm ca vừa rồi là bệnh nhân số 0 mình đều biết hết. Chỉ có một vài ca là mình bắt đầu mình không mất dấu, tức là không rõ là cái nguồn lây nó ở đâu. Thì khi mình không rõ cái nguồn lây nó từ đâu thì mình sẽ không biết được là những người nào đã từng tiếp xúc với cái người đó để mà mình truy tìm, để mình cách ly họ. Nên chính vì vậy thì cái lo ngại sẽ là nó có cái mối lây lan ở trong cộng đồng. Và khi mà cái lây lan ở trong cái cộng đồng mà nó diễn ra giống như là hiện nay ở châu Âu, châu Mỹ là rơi vào cái tình trạng như vậy, tức là hoàn toàn là mất dấu những cái bệnh nhân số 0. Cho nên là mình không biết được rằng là những người nào là đang bị nhiễm bệnh để mà mình có thể cách ly, mình phòng ngừa được. Dạ, thưa Phó Giáo sư, Ngọc Phương được biết là đeo khẩu trang là một trong những biện pháp mà nhiều người ở Việt Nam của chúng ta áp dụng và cho rằng đây cũng là một trong những biện pháp rất là hữu hiệu trong việc phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, Ngọc Phương cũng đọc rất là nhiều những cái thông tin trên báo và các phương tiện truyền thông đại chúng. Thì việc được biết là ở những cái nước khác, những nước phương Tây, thì họ chỉ khuyến cáo những người hoạt động trong lĩnh vực y tế mới đeo khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang y tế. Không biết là quan điểm và ý kiến của Phó Giáo sư về vấn đề đeo khẩu trang là như thế nào ạ? Thật sự thì đối với cái nước ngoài là chúng ta biết cái việc và mang khẩu trang, người ta đã tuyên truyền trong cộng đồng và trong dân chúng từ rất là lâu rồi. Tức là chỉ những người nào mà có bệnh thì mới mang khẩu trang. Tại vì khi mà người đó có bệnh thì người đó mang khẩu trang thì sẽ bảo vệ được cho người khác. Cho nên chính vì vậy thì gần như là người dân của các nước người ta đã quen với lại cái suy nghĩ như vậy. Với cái thứ hai nữa là nó cũng là cái văn hóa nữa. Ví dụ trong khi người châu Á của mình thì nhiều khi ra đường bụi cũng mang khẩu trang đi lại, phải mang khẩu trang để mà chống bụi, chống nắng này kia. Nhưng mà ở ngoài thì cái họ lại không khí lại trong lành quá, không cần nghĩ tới chuyện chống bụi. Mà còn họ lại không sợ nắng, họ lại thích nắng hơn nữa. Cho nên là họ không có cái văn hóa, không có cái thói quen để họ mang khẩu trang. Nhưng mà thật sự là cho đến bây giờ thì họ cũng đã bắt đầu thay đổi cái quan điểm rồi, chứ không phải là như trước kia nữa. Trước kia thì thậm chí là họ thấy rằng ở người ngoài là mang khẩu trang là họ, một số người dân họ rất là bất bình. Nhưng mà bây giờ thì họ hiểu vấn đề hơn. Thì thật sự tôi nghĩ nó cũng là chung một cái nguyên lý thôi. Có nghĩa là giả sử như anh nói rằng là rõ ràng là anh bệnh thì anh rất cần mang khẩu trang, thì điều này là ai cũng thống nhất cả, đúng không? Nhưng mà đến khi mà cái dịch bệnh nó đã tăng cái số người lên rồi thì làm sao mình biết được là trong cộng đồng đó ai là người bệnh, ai là người không bệnh? Cái thứ hai nữa là những cái người họ chưa có biểu hiện bệnh
chỉ là những người lành thôi, nhưng họ cũng đã có mang cái virus ở trong người thì họ đã cũng có thể lây bệnh rồi. Thì như vậy thì họ vẫn phải mang khẩu trang để họ bảo vệ cho người khác. Cho nên chính vì vậy thì cái việc mang khẩu trang ở những cái nơi công cộng, ở những cái khu vực đông người, đó là điều cần thiết. Chỉ tiếc là những các nước ở châu Âu, châu Mỹ họ nhận ra cái điều đó nó khá trễ. Đến bây giờ thì họ đã bắt đầu tuyên truyền là vẫn phải mang khẩu trang rồi. Dạ, với những chia sẻ của Phó Giáo sư thì Ngọc Hương nghĩ là quý vị khán giả, chúng ta thêm một lần nữa để khẳng định đeo khẩu trang vẫn là một trong những biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa dịch bệnh. Dạ, thưa Phó Giáo sư, mỗi ngày á thì Alo Bác sĩ cũng như là Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả hỏi về liên quan đến việc khẩu trang. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, xin Phó Giáo sư chia sẻ rõ hơn là việc mà chúng ta dùng khẩu trang bình thường hay còn gọi là khẩu trang vải thì có tác dụng trong ngăn ngừa bệnh hay không, và với khẩu trang y tế trong tình trạng khan hiếm thì nhiều người lại tái sử dụng bằng cách là giặt ủi, thậm chí là cho vào lò vi ba vi sóng để quay lại, hoặc là dùng bàn ủi để ủi rồi xịt cồn, thì không biết là điều này có hiệu quả không ạ? Về cái khi mà mình mang khẩu trang á, thì cũng có một điều là mọi người cũng rất là lo lắng, đó là cái chất lượng nó có đảm bảo hay không. Đó mà cho nên là lâu nay thì trong cộng đồng vẫn dùng khẩu trang y tế, tuy nhiên đến cái giai đoạn này á, thì gần như là mọi người chúng ta đều tuyên truyền cho cộng đồng rằng là thôi hãy để dành khẩu trang y tế lại cho nhân viên y tế, tại vì thật sự là ngay cả trong bệnh viện bây giờ là cái người mà cần mang cái khẩu trang y tế nhất đó là những bác sĩ, những điều dưỡng vẫn đang thiếu cái khẩu trang y tế. Cho nên thật sự là rất cần là người dân hiểu rằng là trong cộng đồng chỉ là không có cần mang khẩu trang y tế mà có thể mang khẩu trang vải được. Tuy nhiên là mọi người vẫn lo lắng là thế thì liệu tôi mang khẩu trang vải tôi có được bảo vệ hay không? Phải không ạ? Hay là thôi cứ cho tôi mang khẩu trang y tế đi, rồi tôi đem cái khẩu trang đó tôi giặt lại, rồi tôi ủi lại, hay tôi xử lý bằng cái cách gì đó, miễn sao mà nó đảm bảo hơn. Thì thật sự nếu mà mình hiểu được cái điều đó thì mình phải tìm hiểu một cách cái ngọn ngành nó đầy đủ hơn. Ví dụ là một cái khẩu trang y tế thì thường tối thiểu nó có 3 lớp. Ví dụ như chúng ta lấy cái khẩu trang chúng ta cắt nó ra, phải không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là một cái khẩu trang nó có 3 lớp. Cái lớp ngoài cùng á, cái lớp ngoài cùng là cái lớp chống thấm, tức là khi chúng ta thử bằng cách là chúng ta đổ nước vào thì nó sẽ không có thấm nước vào đây. Rồi cái lớp ở trong là cái lớp lọc, như chúng ta thấy đây là cái lớp lọc, chính đây là cái lớp lọc mà mình hy vọng là nó sẽ lọc, nó chặn lại, nó không cho virus xuyên qua mình. Và cái lớp trong cùng này á là cái lớp giữ ẩm, để cho khi mình mang vô á, mình thở hay cái này kia thì cái lớp này nó sẽ hút ẩm. Đó. Thì luôn luôn nó thường là có 3 lớp như vậy. Như vậy thì nếu như á, mình giặt đi thì liệu, hoặc là mình làm những cái phương pháp nào đó khác, thì liệu nó có ảnh hưởng tới cái chất lượng này không? Thì cái quan trọng của cái khẩu trang nhất là cái lớp, hai cái lớp ngoài, tức là cái lớp ngoài tức là lớp chống thấm, có nghĩa là nếu ai đó có hắt hơi hay nhảy mũi gì đó mà nó bắn cái nước, bọt nước tiết, nước dịch tiết vô, thì qua cái khẩu trang này thì cái khẩu trang này nó chặn lại, nó không thấm nước, nó không có thấm vào bên trong để nó gây bệnh cho mình. Ha. Cho nên là giả sử như bây giờ là cây còn, nhưng mà nếu như chúng ta giặt lại thì chúng ta giặt lại như đây là cái khẩu trang tôi giặt lại đó, thì khi khẩu trang giặt lại rồi, giặt lại này tôi mới giặt lại khoảng là 2 lần thử để cho chúng ta thấy, thì tôi đã thấy là cái khẩu trang nó đã mỏng hơn. Và cái thứ hai nữa là cái khi thử về cái chất lượng mà của cái kháng thấm á, thì nó không còn nữa. Tôi đổ nước vô nó không còn là chống nước như là một cái hai cái khẩu trang này mới. Ha. Thì cái khẩu trang này đổ nước vào nó không còn thấm nữa. Cái thứ hai mà mình có thể một cách thử nữa là nếu mình mang cái khẩu trang vào ở trên cái vào mình, phải không ạ? Rồi sau đó mình thổi, ví dụ mình bật hộc vẹt lên mình thổi, thì khi mà mình thổi mạnh ra thì cái khẩu trang mà giặt rồi mình sẽ thấy là cái lỗ này nè nó bị lõm, nó bị to ra. Chính vì vậy thì mình sẽ thấy là cái lửa nó sẽ tắt đi, trong khi cái khẩu trang thường nó sẽ không tắt. Bởi vì cái lỗ giữa các cái màng lọc này nó rất là quan trọng. Vì con virus á, mình thường thấy á, là ví dụ như là cái virus nó cái kích thước nó khoảng trên 100 nanomet đi, thì cái lỗ này nó phải nhỏ hơn. Còn khi mình giặt á, thì cái lỗ này nó to hơn rồi, cho nên là con virus nó sẽ xuyên qua được. Đó. Cho nên là đấy là nên là không có khuyến cáo là mình giặt lại cái khẩu trang y tế, bởi vì khi mình giặt lại trong cũng rất sạch sẽ, như đây là cái tôi giặt rồi này, trong cũng rất là đẹp phải không ạ?
nhưng mà mang vô nó không còn chất lượng để bảo vệ cho mình nữa. Đó. Thì chẳng thà như vậy thì mình mang cái khẩu trang vải. Thì thật ra là cái khẩu trang vải này á, thì mình giặt nó, cái chất lượng nó không thay đổi, nó không thay đổi. Và nếu như cái khẩu trang vải nó cũng đảm bảo được ba cái lớp y như là khẩu trang y tế thì mình thấy mình dùng sẽ rất là an toàn. Thì ví dụ đây là cái khẩu trang vải mà tôi đang có này, thì cũng có một lớp ở ngoài cùng cũng kháng thấm, đổ nước vào cũng không có thấm. Và lớp trong cùng là người ta còn nói là khử khuẩn đó, tức là ngoài cái khẩu trang y tế là không có lớp khử khuẩn đâu nghe, ba lớp là không có lớp khử khuẩn, thì cái này là nó khử khuẩn và người ta có một cái lớp lọc bên trong nữa. Vậy thì cái khẩu trang vải nó cũng có cái, nếu mình phân tích ra mình sẽ thấy là cái chức năng của nó cũng giống như cái khẩu trang y tế, mà thậm chí là mình còn giặt được, và mình mỗi lần mà nó vừa giờ cái là mình giặt ngay được liền để mình xài được liền, thì nó còn lại còn đảm bảo an toàn hơn cho mình. Dạ, rõ ràng với những phân tích của Phó Giáo sư thì quý vị khán giả chúng ta đã hiểu rõ, hiểu một cách tường tận để sử dụng khẩu trang một cách đúng cách. Dạ, thưa Phó sư, còn vấn đề về rửa tay ạ, bởi vì bên cạnh việc đeo khẩu trang thì rửa tay cũng là một trong những biện pháp rất là quan trọng để giúp cho chúng ta phòng ngừa dịch bệnh. Vậy thì không biết là việc rửa tay này đã được thực hiện đầy đủ trong cộng đồng hay chưa, và thao tác đã đúng hay chưa ạ? Rửa tay thì gần như bây giờ ai cũng biết phải không ạ? Mọi người hồi trước thì rất là nhiều khi ngay cả trong bệnh viện á, tôi cái suốt ngày nói là mọi người nhớ các anh nhớ rửa tay, nhưng mà nhiều khi cũng thậm chí là mọi người cũng quên. Còn bây giờ thì phải rất là vui vì thấy trong cộng đồng là gần như mọi người ai cũng lo lắng tới cái việc rửa tay. Thật ra rửa tay là cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta cứ hình dung ra là virus á, nó chủ yếu là mọi người cứ nghĩ là do là tiếp xúc gần, là người này nói chuyện cái rồi bắn cái nước bọt hay chất tiết đó qua người khác, cho nên người khác sẽ bị lây do tiếp cái xúc gần đối mặt. Nhưng còn một cái rất là quan trọng là khi một người bị nhiễm, họ có thể là trên họ có thể ho hắt hơi, và cái giọt bắn mà mang con virus đó nó có thể là đi vào ở trên cái bề mặt của môi trường, hoặc là tay của họ có thể có virus và họ có thể sờ vào những cái bề mặt của môi trường. Do đó thì khi mà mình đi lại ở nơi công cộng, mình có thể là dùng tay để mình sờ, mình mở cửa, hoặc mình chạm vào bàn, vào ghế, vào tất cả hành lang, tay vịn, thì tất cả những cái đó là trên cái bề mặt đó, virus người ta đã chứng minh rằng nó vẫn có thể sống nhiều ngày ở trên cái bề mặt đó. Do đó khi mình sờ vào thì mình vẫn có khả năng là tay mình sẽ tiếp xúc với cái virus đó. Mà nếu như mình không rửa tay thì sau đó tay mình sẽ sờ vào mắt, mũi, miệng của mình thì mình sẽ bị nhiễm bệnh. Thì cái vấn đã có nhiều cái nghiên cứu, người ta đã chứng minh rằng là nếu như mà chúng ta luôn luôn có sẵn cái chai nước rửa tay bỏ túi trong người thì chúng ta sẽ giảm cái bệnh đường hô hấp rất nhiều. Người ta so sánh nguyên cả hai nhóm học sinh, một nhóm là có mang cái chai nước rửa tay bỏ túi trong người như chúng ta đang thấy là có những cái chai nước rất là xinh như thế này, thì thường là theo là chúng ta thường là phải mang luôn luôn ở trong người của mình để khi nào mình cần cái mình tay mình đã lỡ sờ vào cái gì đó mà nó mình nghĩ là ví dụ như thậm chí mình sờ vào tay nắm cửa, hoặc chị mình vô cầu thang mình bấm thang máy chẳng hạn, thì những lúc mà mình nghĩ không chừng là mình lại có thể tay mình nhiễm virus, thì lúc đó mình đã có nước rửa tay để mình bỏ ra mình xài ngay lập tức. Thì những cái chai nước rửa tay bỏ túi là những cái mà tôi nghĩ là mình không có thể quên trong người, giống như bây giờ mình không có quên cái khẩu trang, tại vì ra đường mà lỡ quên cái là không được phải không ạ, phải đi vô kiếm khẩu trang. Thì mình cũng tập cái thói quen cái là mình luôn luôn có cái chai nước rửa tay bỏ túi trong người, bỏ trong túi sách hoặc là treo. Ví dụ ở đây người ta có làm cái dạng treo để chúng ta có thể là mình không có cái túi đây, cho nếu như chúng ta thấy các em hay thường treo những cái đồ, cái túi để làm mặc vật trang trí, thì đây cũng vậy, mình có thể mình luồn vào và mình treo vào cái túi áo của mình hay túi quần của mình để mình có thể là mình rửa vào bất cứ lúc nào. Và cái thứ hai nữa tôi thấy là mọi người rửa tay chưa có đúng kỹ thuật, thì ai cũng nói rằng là rửa tay 6 bước, có lẽ là mọi người cũng biết rồi phải không ạ? Ngay cả học sinh từ nhỏ là các em là đã được về là cô giáo dạy các em là phải dạy 6 bước. Thì chúng ta cứ thường, chúng ta cứ nghĩ 6 bước là rửa tay bằng xà phòng và nước thì mới cần 6 bước như vậy. Nhưng mà thật sự đối với lại ngay cả rửa tay bằng những cái dung dịch rửa tay nhanh như thế này thì mình vẫn phải rửa tay bằng 6 bước. Vẫn cái 6 bước thì mình mới có đảm bảo được là tay mình diệt được cái virus ở trên tay.
Dạ. Ngày hôm nay thì thưa với quý vị khán giả là Ngọc Hương vô cùng ấn tượng khi mà Phó Giáo sư đem đến rất nhiều những chai nước rửa tay rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Và hiện nay tất cả chúng ta đều công nhận một điều rằng là khẩu trang và nước rửa tay là hai phụ kiện không thể thiếu. Để mỗi khi mà chúng ta có bước ra khỏi nhà thì chúng ta cũng phải nhớ để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân của chúng ta cũng như là cộng đồng. Dạ, thưa Phó Giáo sư, hiện nay Ngọc Hương còn nghe một cái cụm từ mà cũng khá là phổ biến, đó là buồng khử khuẩn hay là kháng khuẩn. Và được biết là cũng có một số nơi, đặc biệt là những nơi mà có nhiều người vì những công việc hoặc là tính chất công việc là họ cũng phải thường xuyên di chuyển, nên là buồng khử khuẩn. Và được biết là Bộ Y tế nước mình thì không khuyến cáo sử dụng buồng khử khuẩn, nhưng mà cũng có nhiều người lại giữ một cái quan niệm đó là thà có còn hơn không, mặc cho là những cái loại hóa chất cần hay là không cần có thể phun ra và ảnh hưởng vào trong sức khỏe của mình. Không biết là ý kiến của Phó Giáo sư về vấn đề này như thế nào ạ? Về cái buồng khử khuẩn thì khi mọi người sử dụng cái buồng khử khuẩn thì tôi cứ liên tưởng tới cái chuyện giống như là dân mình nhiều khi là có cái bệnh, những cái bệnh hiểm nghèo chẳng hạn, xong rồi giống như là cứ nghĩ rằng là nếu mà có ai chỉ có cái cách này có thể trị được thì là cũng đi theo, mặc dù là cái cách đó nó có vẻ là nó như nó không có hợp lý về mặt khoa học lắm, hay người ta nói thầy la hay kia đó chẳng hạn, như thế thì cũng là muốn đi theo. Thì cái kiểu như người ta nói là có bệnh thì vái tứ phương vậy đó, mà thì ở đây cũng vậy. Tôi nghĩ rằng là cái buồng khử khuẩn á, mặc dù là ngay đến cái thời điểm này thì mọi người cũng biết là Bộ Y tế cũng bảo là nó chưa chứng minh về mặt khoa học, nhưng mà mọi người vẫn cứ nghĩ là thôi kệ cứ gắn đi, biết đâu nó cũng có hiệu quả. Nhưng cái vấn đề là quan trọng là thứ nhất á, là mình phải coi thử nó có hiệu quả hay không đó. Mà tại vì ngay cả trong y học là muốn chứng một, thật ra muốn dùng một cái gì cho con người á, là mọi người đều rất là kỹ, tức là chứng minh cái bao giờ cũng chứng minh hai điều: thứ nhất là nó có hiệu quả hay không, thứ hai là liệu dùng nó cho con người có an toàn hay không. Đấy, ví dụ như trước giờ người ta hay nói cái chuyện khử khuẩn thì khử khuẩn cho bề mặt môi trường, ví dụ là khử khuẩn lên bề mặt môi trường, khử khuẩn lên trên các dụng cụ này kia, thì nó rất là đơn giản, chỉ có cần là chứng minh được rằng là nó diệt được con virus vi khuẩn ở trên cái bề mặt trên nó thôi. Nhưng mà với con người thì lại khác, con người thì không phải chỉ chứng minh rằng nó diệt được con virus vi khuẩn ở trên cái bề mặt con người đó, trên cái da hay trên niêm mạc, mà còn phải chứng minh rằng là nó an toàn cho con người, nó không gây viêm, nó không gây kích ứng, hoặc là nó không gây ung thư sau này, ví dụ như vậy. Cho nên là nó cái chuyện dùng cho con người nó phải rất là cẩn thận. Nên là vì đối với cái buồng khử khuẩn thì thật sự là người ta cũng dựa trên cái công thức, tức là thay vì là xịt khử khuẩn các bề mặt môi trường thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ khử khuẩn cái toàn thân. Tuy nhiên là vẫn chưa có một cái chứng minh nào rõ là liệu là khi mình bước vô cái buồng khử khuẩn đó trong vòng 30 giây đó chẳng hạn, thì liệu là những cái con vi khuẩn nó có bị được tiêu diệt hay chưa. Tại vì người ta chỉ mới chứng minh ở trên phòng thí nghiệm mà ở với cái dạng là dạng ngâm, còn đây là dạng xịt thì nó lại khác nữa. Cho nên là hoàn toàn là chưa chứng minh được là nó có hiệu quả hay không. Nhưng mà tôi cũng có thử bước vào rồi, thì tôi bước ra thì người tôi bị ướt à. Mà khi mà bị ướt vậy thì tôi lại lo lắng, bởi vì sao? Vi khuẩn virus nó rất thích môi trường nước. Thì giả sử mình không có, bây giờ người mình mà nó ướt như vậy rồi mình đi vô ở đâu đó, thì khi đối với cái môi trường nước á, cái vi khuẩn nó sẽ phát triển nhanh hơn. Nó phát triển với cái mật độ cao nhanh hơn, thì biết đâu mình lại tăng cái mức độ nhiễm lên. Còn cái thứ hai nữa là về mặt an toàn thì phải nói rằng là hiện nay ngay cả Tổ chức Y tế Giới người ta cũng ghi một câu rất là rõ rồi, là tuyệt đối không nên xịt, phun xịt hóa chất như cờ lo hay là thậm chí là cồn vào trong niêm mạc mà mũi miệng của mình, tức là mình mà hít vào những niêm mạc mũi miệng đó thì mình sẽ bị viêm cái vùng niêm mạc của mũi miệng. Đó là cái đơn giản nhất, và chưa kể có thể hít vào trong phổi, mà hít vào trong phổi những cái hóa chất thì lại càng nguy hiểm, có thể gây viêm hoặc thậm chí có thể sau này nó gây những cái bệnh khác, ví dụ ung thư hay là thay đổi cái khác. Thì cái điều đó mình chưa có biết được, cho nên tôi thấy hoàn toàn là về cả tính hiệu quả và an toàn thì nó cũng chưa rõ ràng. Dạ, cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích của Phó Giáo sư. Thưa quý vị,
Rõ ràng hiện nay là chúng ta tiếp nhận rất nhiều những thông tin với sự phát triển, có thể dùng một cái từ trong dấu ngoặc kép, đó là chóng mặt của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các trang mạng xã hội. Thì mỗi ngày chúng ta lại tiếp nhận quá nhiều những thông tin, vì vậy Ngọc Hương thiết nghĩ rằng chúng ta cần phải lựa chọn những kênh, những thông tin thật là chính thống và có chọn lọc để chúng ta tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và tuyên truyền những điều thật đúng đắn cho những người thân, những người bạn bè và đặc biệt là cộng đồng. Dạ, thưa Phó Giáo sư, Ngọc Hương còn được biết một điều cũng khá là thú vị nữa, đó là cũng có rất là nhiều người cũng nghe từ rất nhiều những thông tin trên các trang mạng xã hội, thì họ sử dụng cái loại áo mưa mà cái áo mưa mỏng á, thì họ đi đến những cái nơi công cộng thì họ mặc vào, đặc biệt là đối với những người vì tính chất công việc hoặc là vì một cái lý do bất khả kháng là họ phải di chuyển bằng phương tiện máy bay thì họ sử dụng áo mưa mỏng giống như là một cái lớp áo bảo vệ, thì không biết là điều này như thế nào ạ? Thì giống như cái này thì thật ra có lẽ là cũng xuất phát từ là người dân thấy rằng là ở trong y tế phải không ạ? Bây giờ vô phòng cách ly là ngồi cái áo công tác như thế này thì chúng tôi cũng phải mặc những cái phương tiện phòng hộ phải không ạ? Thì cái áo mưa là cũng đúng là một cái hình thức cũng giống y như là một cái áo tròn phủ ở ngoài nữa, mà áo mưa là nó là bằng lá xít, là nó không thấm nước, thì có nghĩa là những cái trường hợp mà ngay bắn cái dịch tiết vào trên người mà nếu bây giờ nó không thấm nước thì nó sẽ không có thấm vào cái áo quần bên trong của mình. Thì cho nên chính vì vậy thì cái việc mà mặc cái áo đó thêm thì thật sự là nó cũng có cái tính cách bảo vệ thêm. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nên nhớ là khi chúng ta mặc vào, nhưng mà khi nào thì chúng ta tháo ra, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng mặc rồi sau đó rồi chúng ta không biết lúc nào là chúng ta cái, bởi vì khi chúng ta mặc rồi á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có khả năng là ví dụ như mình nghĩ là cái virus rồi gì đó nó có thể thấm vào trên áo đó và nó là một cái lớp che phủ, thì lúc này thì mình có thể mình sau khi giả sử như em vừa nói đi máy bay đi chẳng hạn, thì em có thể mặc thêm vào chẳng hạn, thì điều đó cũng được. Nhưng mà sau khi xuống máy bay chẳng hạn thì đi ra ngoài thì lúc đó đi vào thì em phải tháo cái áo ra để cho em lột, coi như là vừa rồi là em vừa bị nhiễm đi chẳng hạn, giả sử như em đã ngồi trên máy bay em đã bị có thể nhiễm những cái virus hay những gì đó rồi, thì bây giờ mình vừa bước xuống thì mình muốn là những cái con virus mình vừa mới nhiễm ở trên cái máy bay đó thì nó sẽ không có lây lan bên ngoài và nó cũng không lây cho mình, thì mình sẽ tháo liền ra ngay lập tức vào cái thời điểm đó, chứ không phải là mình đợi tới về nhà mình mới tháo, thì cái việc mang của mình nó sẽ không có ý nghĩa gì nữa hết. Và ngay cả trên máy bay thì thật sự vẫn, những cái mình vẫn thường hay nói là mang khẩu trang và rửa tay là hai cái, là cũng là hai cái mà tôi nghĩ rất là quan trọng nhất. Còn cái việc chọn chỗ ngồi xa những người khác thì cái đó là trên máy bay thì trong cái giai đoạn dịch này thì các tiếp viên người ta cũng sẽ chọn lựa cho mình những cái vị trí sao để cho mọi người có thể giữ được cái khoảng cách xa càng tốt nếu máy bay không có đông quá. Dạ. Dạ, thưa Phó Giáo sư, với những phân tích của Phó Giáo sư thì có lẽ là quý vị khán giả cũng hiểu và nắm được những nguyên tắc, đặc biệt là đối với ai vì tính chất công việc hoặc là có những vấn đề cá nhân cần di chuyển ở các phương tiện công cộng, đặc biệt là máy bay, thì cần lưu ý. Vậy thì ngoài cái việc là đeo khẩu trang, rửa tay, rồi có thể sử dụng thêm áo mưa đúng cách giống như là Phó Giáo sư vừa chia sẻ, thì liệu là khi chúng ta lựa chọn phương tiện là máy bay để di chuyển thì có cần lưu ý đặc biệt gì nữa hay không ạ? Như nãy tôi nói rồi thì thật ra cũng chẳng có cái gì đặc biệt hơn. Nhưng mà quan trọng là nếu mà không có việc gì cần thiết lắm thì mình không lên máy bay nữa. Cái mà như tôi mà bây giờ có nhiều việc cũng phải, nhiều khi phải đi máy bay mà tôi cũng lại sợ gì không phải là sợ cái nhiễm, nó chỉ sợ là cái vụ cách ly 14 ngày thôi. Tại vì giả sử mình lên cái máy bay đó mà bây giờ cái máy bay đó vừa công bố là trên cái máy bay đó có người nhiễm, ví dụ ngay cả mình ngồi rất là xa người đó, mình nghĩ là cái nguy cơ của mình sẽ rất là thấp, nhưng mà mình vẫn phải cách ly 14 ngày, đúng không ạ? Thế là tự nhiên là mất 14 ngày không làm việc được. Cho nên là cái quan trọng là tôi nghĩ là nếu mà cần thiết lắm, tức là không có thể nào đi di chuyển bằng phương tiện nào khác nữa, không có thể mà bắt buộc phải đi hay gì đó, thì mình mới đi máy bay. Và khi mình đi máy bay thì mình tuân thủ đúng những cái biện pháp mà phòng ngừa cơ bản là có thể được. Dạ, rõ ràng là chúng ta cần phải có những thông tin chính xác đầy đủ. Và thưa quý vị, là trong thời điểm hiện nay thì đúng giống như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Anh Thư vừa chia sẻ là chúng ta chỉ di chuyển bằng phương tiện máy bay
trong những trường hợp thật sự quá cần thiết. Còn không thì việc cách ly toàn xã hội hiện nay vẫn là một trong những biện pháp để giúp cho tất cả chúng ta cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Và thưa giáo sư Ngọc Hương còn quan sát thấy nữa, bởi vì chia sẻ thật với phó giáo sư và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Alo Bác Sĩ và Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian này thì có lẽ là chúng ta sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Thật sự là như vậy. Thì trong bất kỳ một lĩnh vực nào thì chúng ta cũng sẽ có là những mặt tích cực của nó. Thời gian này nhiều người gọi là thời gian vàng để chúng ta có thể cập nhật thêm rất nhiều những kiến thức. Chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Mặc dù là đang tình hình dịch bệnh nhưng mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình và quý vị cũng thấy rõ ràng là với phần chia sẻ đầy lạc quan thể hiện rõ trên gương mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Anh Thư thì cho thấy là cái tinh thần là điều rất là quan trọng. Chúng ta luôn phải giữ một tinh thần lạc quan, bình tĩnh và đầy đủ những kiến thức để chúng ta cùng nhau đối phó với dịch bệnh. Dạ, thưa Phó Giáo sư, cho Ngọc Hương trở lại với ý mà Ngọc Hương vừa định chia sẻ với Phó Giáo sư là Ngọc Hương quan sát thấy là nhiều người họ dùng những chai xịt khuẩn, kháng khuẩn và đến những cái nhà thuốc thì đôi khi mình cũng đi vào những cái nhà thuốc thì họ cũng khuyến cáo và giới thiệu những cái sản phẩm để xịt cồn, khử khuẩn, sát khuẩn vào những cái dụng cụ cá nhân của mình như là khẩu trang, như là nón, như là áo khoác, rồi thậm chí là đem giỏ sách theo thì cũng được khuyến cáo là xịt luôn vào trong giỏ sách. Thì không biết là những điều này là có tác dụng hay là tác hại như thế nào ạ? Về cái vấn đề dùng xịt những cái hóa chất để trên cái vật dụng mà mình cá nhân mình đang sử dụng á, thì chỉ hiện nay chỉ cho phép là cồn thôi. Tức là những cái hóa chất khác á, thì thật sự là cái dạng xịt thì vẫn có thể, tức là trong vẫn có thể sử dụng, mà cái về cái mức độ an toàn á, thì cồn vẫn là an toàn nhất. Do đó nếu như là chúng ta cần phải coi như là muốn là khử khuẩn hoặc là làm sạch những cái vật dụng cá nhân của mình sau khi mà mình mang nó đi ra ngoài đường, ví dụ như là túi sách thì mình về nhà mình có thể là dùng cồn để mình lau lại cái túi sách đó được. Có một số hóa chất người ta cũng quảng cáo là có thể dùng để xử lý, nhưng mà mình phải chọn loại là cái lựa hóa chất nào mà người ta ghi là cái mức độ an toàn khi mà cái người sử dụng mình, tại vì khi mình dùng nó để mình lau, mình xịt lên cái bề mặt, mình không xịt vào người mình ha, không hoàn toàn không được xịt vào người, nhưng mà mình xịt vào trên cái dụng cụ đó, thì ngay cả khi mình xịt vào trên dụng cụ đó thì tay mình cũng có thể sờ vào hóa chất đó, thì nó cũng phải đảm bảo an toàn cho mình. Cho nên là cho đến nay thì người ta vẫn khuyến cáo là có cái đơn giản mà nhẹ nhàng nhất là dùng cồn, thì cái mức độ an toàn nó cũng được. Còn cái việc mà khẩu trang á, mà xịt hóa chất vào thì như nãy tôi phân tích thì mình sẽ có không, mình không biết hóa chất đó là cái gì, nhưng mà bây giờ mình sẽ mang cái khẩu trang, thứ nhất là về an toàn đã, mình xịt nó vào thì hóa chất nó sẽ đậm ở trên cái khẩu trang đó, và khi mình mang nó vào thì mình sẽ hít thở cái khẩu trang đó vào, mình hít thở cái lượng hóa chất đó vào người, mà mình không biết được cái ngưỡng an toàn mình có thể hít được là bao nhiêu. Cho nên là có lẽ là mình không có nên xịt lên vào trên khẩu trang. Có thể là khử khuẩn những cái vật dụng cá nhân khác mình xách mình đeo theo thì được, nhưng mà riêng với cái khẩu trang thì tôi không có khuyến cáo là xịt cái hóa chất lên trên cái khẩu trang đó để khử khuẩn, vì cái vấn đề an toàn. Còn vấn đề là nó có khử khuẩn được hay không thì thật sự đến giờ cũng chưa có ai nghiên cứu là liệu xịt cái hóa chất đó vào trên cái mặt khẩu trang, tại vì cái khẩu trang là mặt vải không dệt đó. Cho nên là liệu tại vì người ta mới nghiên cứu là trên cái bề mặt cứng, bề mặt da, ví dụ bề mặt môi trường này kia, chứ còn trên cái loại vải không dệt như thế này thì liệu cái vấn đề hóa chất nó tác dụng như thế nào thì chưa có cái chứng minh rõ. Hiện nay là nhà nhà người người đều rất là lo lắng, và Ngọc Phương thấy là con người của chúng ta đôi khi là chúng ta thích ứng rất là nhanh và có rất là nhiều những cái ý tưởng sáng tạo để có thể cùng phòng chống, đối phó. Tuy nhiên rõ ràng là chúng ta phải lựa chọn, chúng ta phải hiểu biết, chúng ta phải có đầy đủ những kiến thức về y tế, y học để có thể trang bị những điều tốt nhất cho sức khỏe của bản thân. Và qua dịch bệnh ngày hôm nay đang diễn ra thì Ngọc Phương nghĩ rằng á, là con người của chúng ta được một cái bài học rất là lớn. Không nói đâu xa cá nhân của gia đình Ngọc Phương thôi, thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Anh Thư, thì bây giờ là mình đã bắt đầu là phải thay đổi
hầu như là tất cả những cái thói quen để hướng đến là một cái thói quen rất là tốt, như là đeo khẩu trang, rửa tay, rồi chúng ta phải ăn uống đầy đủ chất. Còn cái chuyện mà giảm cân hoặc là lựa chọn những cái thực phẩm nào để giúp cho chúng ta đẹp, dường như bây giờ nó đã lùi sang cái chuyện là phải sức khỏe hàng đầu. Rồi cái chuyện là chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao và chúng ta bỏ đi một cái thói quen mà Ngọc Hương cho rằng là đây lại là một trong những cái nét văn hóa rất đặc trưng của người Việt, đó là chúng ta ăn chung. Đôi khi chúng ta ăn đám tiệc, chúng ta ăn chung, chúng ta chấm chung, rồi chúng ta lại tình thương mến thương, lại gấp cho nhau, mà đôi khi lại quên sử dụng một cái đôi đũa khác mà không phải là dùng cho chúng ta nữa. Thì cái điều này Ngọc Hương xem cũng là một trong những điều tích cực để giúp cho chúng ta có thể xây dựng một cái lối sống lành mạnh và tốt đẹp hơn. Vậy thì qua chương trình ngày hôm nay, không biết là Phó Giáo sư có những chia sẻ và gửi gắm nào cho quý vị khán giả của Alo Bác sĩ cũng như là quý vị khán giả của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh ạ? Ngọc Hương nói rất là đúng. Tôi ngay từ khi mà cái vụ dịch vừa xảy ra, khi mà tôi bắt đầu thấy rằng là mọi người bắt đầu thay đổi những cái thói quen. Trước kia người ta không quan tâm là đến những cái vấn đề gọi là kiểm soát nhiễm khuẩn, nghĩa là phòng ngừa những cái lây nhiễm, thì bây giờ mọi người dân dường như là ai cũng hiểu về vấn đề đó. Cho nên đây tôi nghĩ sau khi mà không biết thì bây giờ vụ dịch sẽ qua đi, nhưng mà khi vụ dịch qua đi thì có một cái điều nó sẽ rất là tốt, đó là người dân của chúng ta đã có một cái thói quen thay đổi cái, người ta thường nói việc thay đổi một cái hành vi, thay đổi một cái thói quen là cả một cái sự cực kỳ khó khăn, không phải đơn giản ngày một ngày hai, mà tôi có thể thay đổi một cái thói quen mà nó đã ở trong tiềm thức của tôi từ bao lâu nay rồi. Cho nên qua cái vụ dịch này thì những cái thói quen trước đây gần như là mọi người bắt đầu đã thay đổi, và tôi nghĩ rằng là sau cái vụ dịch này cái thói quen này nó vẫn sẽ tiếp tục để và duy trì. Mà chưa, không biết là các anh mọi người có để ý không biết các mọi người chúng ta có để ý không, mà trong thời gian dịch này có nhiều anh chị em là nói với tôi rằng là hình như rằng là thấy có vẻ ít cảm cúm hơn, thấy có vẻ ít những cái bệnh tiêu chảy lặt vặt hơn. Thì tôi không biết là khả năng là cũng là do chúng ta đã thay đổi cái hành vi, cái thói quen. Nhưng những cái thói quen như nãy Ngọc Hương nói thì thật sự nó chính là những cái mà mình thấy là cũng là một cái nguồn là dễ lây truyền từ những cái bệnh nhiễm và virus đường hô hấp, chẳng hạn như là thói quen chúng ta không rửa tay khi mà chúng ta rửa tay thường xuyên, rồi hoặc là khi chúng ta không có mang khẩu trang khi chúng ta đi vào những chỗ đông người, chúng ta có khả năng tiếp xúc với lại những người bệnh, hoặc là cái chuyện ăn uống chung cũng rất là quan trọng nữa. Thì thường là cái sự lây truyền của cái virus này người ta cũng chứng minh rằng là nó cũng dễ lây truyền khi mà chúng ta cùng ăn chung mâm, mà chúng ta cùng gấp chung những cái thức ăn, thức đồ uống với lại những người nhau, thì nó sẽ lây truyền. Không những là chỉ cái lây truyền cái virus COVID-19 này, nhưng mà những cái loại virus khác cũng có thể lây. Đó. Cho nên là qua cái thời gian này thì tôi nghĩ rằng là sau này sẽ có một cái điểm rất là tốt, đó là người dân của chúng ta sẽ có được một cái bài học kinh nghiệm, và có một cái mà không là mình thay đổi được một cái mà trước đây mình nghĩ là rất là khó, nhưng mà bây giờ mình đã có thể làm được, đó là thay đổi được những cái thói quen mà nó đã trở thành tiềm thức từ bao lâu nay, và mình sẽ chuyển sang một cái lối sống mà nó mang cái tính cách là phòng ngừa những cái lây nhiễm, không chỉ là trong cái đợt nhiễm COVID này mà sẽ là những cái lây nhiễm các bệnh lý khác, bằng những cái phương tiện rất là đơn giản như là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, hoặc là rửa tay bằng những cái dung dịch rửa tay có chứa cồn, hoặc là mang khẩu trang vào những cái rồi sau vụ dịch đi nữa thì mình cũng nên mang khẩu trang vào những cái lúc mà những cái nơi mà mình đi vào những cái khu vực đông người, hoặc là trong cái lúc mà mình sinh hoạt ăn uống thì lưu ý những cái gì thuộc về vật dụng cá nhân đây là chỉ dùng riêng chứ không có dùng chung giữa các người với nhau. Khi ăn uống cũng vậy, tất cả bát đũa chén không là tất cả đều dùng riêng và không có dùng chung giữa người này và người khác. Thì đây là những cái mà tôi nghĩ mình là những cái mình được lớn nhất sau khi nếu mà như sau này vụ dịch xảy ra, đó là mình thay đổi được cái thói quen để mình mang lại cái lối sống lành mạnh hơn, phòng ngừa cái những cái lây nhiễm, những cái bệnh lý truyền nhiễm khác.
Dạ, xin được cảm ơn những thông tin vô cùng quý báu mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Anh Thư đã mang đến cho quý vị khán giả của chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và Ngọc Hương tin rằng qua chương trình ngày hôm nay chúng ta đã có những thông tin vô cùng hữu ích. Xin được cảm ơn Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.